Mời chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 2 tháng 8 năm 2023. Theo People Daily Bắc Kinh, ngày 25 tháng 7 cho biết, theo Bộ Tài nguyên nước, kể từ ngày 20 tháng 7, đã có mưa lớn ở Tây Nam và Đông Nam, Giang Nam, Nam Trung Quốc và Nam Hồ Bắc với diện tích 3.000 km2, có lượng mưa lớn là 250mm với diện tích 293.000 km2, có lượng mưa từ 100mm và 929.000 km có lượng mưa đo được là 50mm. Lượng mưa điểm tối đa tích lũy đo được là 572mm tại thị trấn Hạ Đài, Thanh Viễn, Quảng Đông, tại Tây Mã, Đức Hồng, Vân Nam là 379mm, ở Hạ Trì, Nông Lạc, Quảng Tây là 370mm. Do ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, 16 con sông bao gồm đoạn Trinh Đê của dòng chính của sông Bắc Giang ở Quảng Đông và các nhánh của nó, sông Mông Giang và Hà Giang của sông Tây Giang ở Quảng Tây, sông Tuyên Thủy, một phụ lưu của sông Tương Giang ở Hồ Nam, sông Sisia, một phụ lưu của sông Cám Giang ở Giang Tây và sông Mudi, một phụ lưu của sông Lu Giang ở Vân Nam. Trong số đó, mực nước đỉnh của trạm Trinh Đê trên dòng chính của sông Bắc Giang là 28,06m vào lúc 23 giờ ngày 23 tháng 7. Vượt quá mực nước cảnh báo là 2,06m, hiện mực nước đỉnh đã giảm. Mạng lưới sông xung quanh Thái Hồ có 33 trạm trên địa bàn huyện có mực nước vượt cảnh báo từ 0,1 đến 0,63m. Trước đó, mực nước tại 6 trạm vượt mức nước đảm bảo từ 0,17 đến 0,3m. Ngoài ra, do tác động của nhiệt độ cao và tuyết tan, hai con sông vừa và nhỏ gồm sông Niya, một nhánh của dãy núi Côn Lôn ở Tân Cương và sông Kaiji, một nhánh của sông Kaga đã chảy qua mực nước siêu cảnh báo lũ lụt. Lý Quốc Anh, Phó Tổng Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước đưa ra các yêu cầu rõ ràng về phòng chống mưa bão và lũ lụt trong lễ hội Thuyền Rồng. Bộ Thủy lợi theo dõi chặt chẽ đợt mưa lớn diện rộng này. Ngày 19 tháng 7, phát động ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ cấp 4 cho 10 tỉnh và khu tự trị phía Nam, đưa ra cảnh báo sớm kịp thời dựa trên dự báo lượng mưa lớn và ban hành một tỉnh một lệnh cho các tỉnh và khu tự trị có lượng mưa lớn hàng ngày để nhắc nhở họ làm tốt công tác an toàn hồ chứa và lũ sông vừa và nhỏ, lũ lụt trên núi, phòng chống thiên tai và các công việc khác. Theo dõi thời gian thực về sự phát triển của công tác phòng thủ ở nhiều nơi, liên tiếp cử 5 nhóm công tác đến Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Tây và Quý Châu để hỗ trợ hướng dẫn công tác phòng chống lụt bão. Điều này được hiểu rằng tất cả các cơ quan quản lý lưu vực sông và các cơ quan bảo vệ nguồn nước địa phương ở tất cả các cấp kiên quyết tham khảo ý kiến, nghiên cứu, phán đoán và túc trực trong kỳ nghỉ lễ hội Thuyền Rồng, đưa ra các biện pháp 4 kế hoạch trước để dự báo, cảnh báo sớm để đưa ra phương án diễn tập, điều tiết nước đập Tam Hiệp, Đan Giang Khẩu, Đại Đường, Phi Lai, các hồ chứa ngăn lũ và cắt đỉnh một cách khoa học, nhuần nhuyễn phục vụ cung cấp nước cho công tác tưới tiêu. Hiện tại, Quảng Tây và Hồ Nam duy trì ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 3, Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Vân Nam. Và Ủy ban sông Dương Tử, Ủy ban sông Châu Giang và Cục Hồ Thái Hồ của Bộ Tài nguyên nước duy trì ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ cấp 4. Dự kiến đợt mưa lớn này sẽ kéo dài đến ngày 25 tháng 7. Các con sông lớn như dòng chính sông Tây Giang ở lưu vực sông Châu Giang và các phụ lưu sông Quý Giang, Thượng và Trung lưu sông Tương Giang ở lưu vực sông Châu Giang, hệ thống nước hồ Động Đình và sông Lệ An trong hệ thống nước hồ Po Giang có thể xảy ra lũ gần mức cảnh báo. Lũ lớn hơn có thể xảy ra ở các sông vừa và nhỏ. Bộ Tài nguyên nước sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của tình hình lũ lụt, tăng cường thực hiện trách nhiệm kiểm soát lũ lụt, thực hiện chi tiết các biện pháp phòng thủ và nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn kiểm soát lũ lụt. Thưa quý vị, đã có mưa lớn ở Tứ Xuyên, Trung Quốc vào ngày 26. Sông Gia Lăng đã hình thành lũ số 1 năm nay vào ngày 17. Thượng lưu sông Dương Tử hình thành lũ số 1 sông Dương Tử với tốc độ dòng chảy vượt quá 74.000 m khối mỗi giây vào lúc xuất hiện đỉnh lũ. Trạm Cu Tan, một trạm quan trắc thủy văn quan trọng ở thượng nguồn sông Dương Tử, đo được tốc độ dòng chảy là 74.500 m khối mỗi giây vào sáng ngày 20 tháng 7 và mực nước dâng cao lên 191,55 m, phá vỡ mức nước lũ 191,41 m vào năm 1981. Sự an toàn của thành phố Trùng Khánh đang đối mặt với rất nhiều thử thách. Dựa trên các báo cáo của phương tiện truyền thông Trung Quốc, trạm Cu Tan là một trạm quan trắc thủy văn quan trọng ở thượng nguồn sông Dương Tử. Mực nước của nó liên quan trực tiếp đến sự an toàn của trung tâm Trùng Khánh, hai trận lũ từ sông Dương Tử và sông Gia Lăng hội tụ tại Trùng Khánh. Mực nước tại trạm Cu Tan vào lúc 10 giờ sáng ngày 2 tháng 8 đã tăng lên 191,55 m, không chỉ vượt xa mực nước đảm bảo 183,5 m mà còn phá kỷ lục mực nước cao nhất kể từ khi trạm được thành lập. Kỷ lục ban đầu là 191,41 m trong trận lụt năm 1981. Trùng Khánh đang phải đối mặt với trận lụt lớn nhất trong 43 năm qua.
nhiều con đường, cây cầu, bến tàu, công viên ven sông và quảng trường ở Trùng Khánh đã bị phá hủy. Ở đường Nam Bình, khu kinh doanh nhộn nhịp ở thành phố chính Trùng Khánh, lũ lụt đã tràn qua đường Bình Giang và các tòa nhà ở tầng 1 dọc theo đường phố nói chung bị ngập lụt. Lối vào của phố cổ Từ Khí Khẩu gần sông Gia Lăng đã bị lũ nhấn chìm và lũ lụt thậm chí còn tiếp cận tầng 3 của cửa hàng đối diện với đường phố. Theo số liệu chính thức, hơn 20.000 cửa hàng ở Trùng Khánh đã bị ngập lụt và hơn 260.000 người bị ảnh hưởng. Trung Quốc vẫn đang bị lũ lụt đe dọa. Cả sông Dương Tử và Hoàng Hà đều có lũ từ thượng nguồn. Hơn 60 sông hồ bao gồm một số nhánh của thượng nguồn sông Dương Tử và đoạn thông quan ở trung lưu sông Hoàng Hà. Ngày 1 tháng 8 vẫn vượt qua mực nước cảnh báo. Hệ thống phòng chống lũ lụt của Trung Quốc cũng đã bước vào trạng thái hai mặt trận chiến đấu với lũ lụt và hạn hán giữa phía Nam và phía Bắc. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, theo thống kê của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, tính đến ngày 19, hơn 60 sông hồ bao gồm sông Mân Giang, sông Tương Giang, sông Phúc Giang và sông Gia Lăng, một nhánh sông nằm phía thượng nguồn sông Dương Tử và đoạn thông quan ở trung lưu sông Hoàng Hà vẫn ở trên mực nước cảnh báo. Đập hiện đang dâng cao 1,18m mỗi ngày và dự kiến sẽ dâng tối đa khoảng 166,3m, chỉ cách mức chứa thông thường 175m là 8,7m. Đập Tam Hiệp dự kiến sẽ tạo ra dòng lũ lớn nhất kể từ khi xây dựng hồ chứa hiện nay, với tốc độ dòng chảy ước tính là 76.000 m3 mỗi giây. Chu Minh Hoa cho biết, trung và hạ lưu sông Dương Tử hiện đang bước vào thời kỳ ít mưa, dòng chính đang rút dần. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho đập Tam Hiệp xả lũ, giảm áp lực kiểm soát lũ ở thượng nguồn. Lưu Chí Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin của Bộ Tài nguyên nước chỉ ra rằng, trong tương lai, chúng ta cần chú ý đến mưa mùa thu ở Tây Trung Quốc từ tháng 9 đến tháng 10. Mưa mùa thu xảy ra ở lưu vực sông Vệ Hà, lưu vực sông Hán ở Trùng Khánh và Đông Tứ Xuyên. Một khi có lượng mưa lớn liên tục có thể xảy ra lũ mùa thu. Dự kiến lượng mưa mùa thu năm nay ở Tây Trung Quốc có thể ở mức cao, vẫn còn khả năng xảy ra một trận lũ khác trên 50.000 m3 mỗi giây ở thượng nguồn sông Dương Tử. Đối với lũ sông Hoàng Hà, Bộ Tài nguyên nước cho biết, trạm thủy văn thông quan sông Hoàng Hà đo được mực nước lũ 6.100 m3 một giây vào lúc 6 giờ sáng ngày 1 tháng 8 với mực nước trung bình là 328,1 m. Đây là trận lũ lớn nhất kể từ năm 1999. Mực nước của Lan Châu, dòng chính của thượng lưu sông Hoàng Hà, đoạn thông quan của dòng chính và sông Vệ Hà, một nhánh của trung lưu đều vượt quá mực nước cảnh báo. Mực nước các đoạn này duy trì trên mức cảnh báo đến 12 giờ ngày 20. Những ngày mưa xối xả đã gây ra nhiều thiên tai ở Trung Quốc. Trận lũ số 1 vừa đi qua Trùng Khánh, Cục Bảo tồn nước thành phố Trùng Khánh lần đầu tiên đưa ra tình trạng khẩn cấp kiểm soát lũ cấp 1 vào ngày 18. Hiện tại thảm họa đã được báo cáo ở nhiều danh lam thắng cảnh. Đường Nam Bình ở trung tâm thành phố gần như bị ngập hoàn toàn, chỉ còn một góc của biển báo lộ ra. Và lũ đổ thẳng vào sảnh của khách sạn Sheraton Trùng Khánh, điều này khá đáng kinh ngạc. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông nước ngoài, lũ lụt đã bùng phát ở nhiều nhánh của sông Dương Tử và nước lũ đang dồn về hạ lưu, đập Tam Hiệp sẽ phải đối mặt với đỉnh lũ lớn nhất kể từ khi xây dựng vào ngày 20. Tốc độ dòng chảy dự kiến sẽ cao tới 74.000 m3 mỗi giây. Khẩn trương mở 10 cửa xả lũ, lưu lượng xả lên tới 48.000 m3 mỗi giây. Đây cũng là lưu lượng xả lớn nhất kể từ khi xây dựng hồ chứa Tam Hiệp. Trận lũ số 1 đi qua Trùng Khánh đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng và trở thành trận lũ lớn nhất mà Trùng Khánh trải qua kể từ năm 1981. Vào ngày 18, một đoạn đường ở quận Ngọc Trung, Trùng Khánh bị ngập. Công viên Lâm Giang nằm ở bờ nam của trung tâm thành phố và tầng 1 của Hồng Nha Đông, nơi nổi tiếng với những tòa nhà truyền thống, cũng bị lũ lụt nhấn chìm. Mực nước ở trung tâm Trùng Khánh tiếp tục dâng cao trong ngày 19. Nhiều đoạn đường trên đường Nam Bình bị ngập, các biển báo dừng xe buýt bên đường thậm chí bị ngập đến mức chỉ còn lại mái nhà. Tiền sảnh của khách sạn Sheraton Trùng Khánh, điểm du lịch phố cổ Từ Khí Khẩu cũng bị ngập lụt. Theo cảnh báo lũ lụt do Cục Bảo tồn nước Trùng Khánh đưa ra, vào sáng ngày 20, mực nước cao nhất sẽ xuất hiện tại ga Thái Nguyên Bá ở quận Ngọc Trung trên sông Dương Tử, vượt mức nước đảm bảo từ 8 đến 9 m. Và mực nước cao nhất sẽ xuất hiện tại ga Cù Tàn ở quận Giang Bắc vào ngày 20. Nó sẽ vượt quá mực nước đảm bảo từ 8 đến 9 m. Trên sông Gia Linh, một nhánh của thượng nguồn sông Dương Tử, trạm Từ Khí Khẩu ở quận Sa Bình Bá sẽ có mực nước cao nhất vào sáng sớm ngày 20, vượt mực nước đảm bảo từ 9 đến 10 m. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh và ấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!